tốt chưa từ từ cũng đang run lắm rồi đúng không ạ tôi đang đang hồi hộp lắm rồi nào comment đi comment đi các cụ ơi comment đi những ai đã xem trading của tôi liên tục rồi thì chúng ta comment số 100 ai chưa xem thì là ấn số không đi ạ ấn số 100 nhá còn một phút nữa thôi còn một phút nữa thôi 1986 ok ai à, chốt 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 còn một phút nữa thôi ạ Ây, ấy nó xuống rồi ôi rồi Đúng không? Phải xuống tí nào 84, 85 Tôi kỳ vọng 86, 1986 Nào chúng ta có comment 1986 đi ạ 84, 12 84, 12 84, 08 84, 14 Nhưng mà thôi tôi chốt một nửa đã Ok chốt một ít đã Ok 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 Chờ 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 Ok phanh Đấy đây là lý do tại sao tôi không cờ lâu ôn này Tại sao tôi không cờ lâu ôn này Không cờ lâu ôn là bởi vì còn phanh Đúng không? Phanh, phanh 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 Đúng không? Phải phanh đúng không? Một phút nữa nào Comment đi ạ 1984 1984 ạ 1984 1984, 1984, 1986 Ok còn một phút nữa Nào chúng ta chờ hồi hộp chờ nào Ok anh em vào nhóm nhá Hello hello <laughs> Chương trình được tài trợ bởi Star Trader và Erante Đúng không ạ Hôm nay chúng ta học cái bài sức mạnh tiềm thức trong FX nha Chúng ta vẫn theo cái lệnh bài đấy ấy một phút nữa chúng ta chờ xem uhm, 198336 Đang có cái nến đang xuống Chúng ta chờ đợi xem May là chốt được nửa rồi xem sao Rồi ok chờ xong Ai chà Ai chà. Ai Bắt đầu điểm bùng nổ nhá, bắt đầu điểm bùng nổ đấy. Chúng ta sẽ có 1984 nhá. Chờ nhá, sức mạnh gì ạ? Chúng ta nhìn thấy gì ạ? Chúng ta nhìn thấy gì ạ? Nhìn thấy gì nào? action đấy, Pre-action đấy. Nhìn thấy gì ạ? Yên tâm đi, 1986 vù lên bây giờ này. Lên, lên. Đó, à, lên 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 lên. Lên, 1986. Ok. Lên nào, lên nào. 837 8336 đúng không ạ? Chưa. rồi giời ơi. Chờ đợi đi, chờ đợi đi. Lên 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 lên. Cả thế giới nhìn chứ không phải mình mình nhìn đâu Nghe Cứ bình tĩnh 8327, 8329 Chờ đợi đi ạ Ai, à. Đấy, mình cắt một nửa đỡ sợ đúng không Ok, âm um, ấm um, ấm um. 8311, 8314 8321 Đó, projection lúc này như thế nào đúng không? H1 đã bắt đầu đẩy Ok, cho xem H1 bắt đầu đẩy này Ok, xong Rồi, M30, H1 vẫn đẩy Ok, M30 vẫn đẩy Ok, cho 8497 84 8397 8396. Ok. Rồi, ra tin chưa? Lên 86. Lên 86 nhá, à, lên 86 chờ đi. Chờ đúng không ạ? Chúng ta cắt một nửa rồi đấy, bởi vì sự sợ hãi mà, chúng ta không dám để cả một cả nó dàn lệnh đúng không? Hôm nay đánh nhỏ thôi bởi vì hôm nay cái lợi nhuận nó đã đạt rồi nhá. Qua wow, đủ đủ bù lỗ rồi, đủ bù lỗ rồi nhá. Ok, rồi. Chúng ta nhìn thấy gì ạ? Chơi theo nhìn đừng chơi theo suy nghĩ. Nhìn thấy gì nhỉ? Nhìn thấy nó làm sao ạ? Nhìn thấy lên đúng không? Nhìn thấy lên đúng không? Ok, 84 17 rồi, đúng không ạ? Nhìn thấy lên đúng không? Ok, nhìn thấy lên đúng không? 24k, ok, nhìn thấy gì ạ? 84 rồi, xong, 86 nhá, 86 86. Ok. Rồi, 86 86. Ok, 86. Rồi. <laughs> ok, 86 nhá. <laughs> ok. S&T, em ơi, Star Trader nhá, chương trình được tài trợ bởi S&T và Star Trader nhé, em nhé 84, 55, 84, 44, 84, 56, chúng ta có cái cuộc chơi của 85 Ok, 85, rồi, xong rồi đấy, xong rồi đấy Bây giờ này, tiếp tục mua, ok, rồi, 86, bắt đầu, tôi bắt đầu mua tiếp này Bắt đầu mua tiếp, mua tiếp, mua tiếp, mua tiếp, mua tiếp nhồi tiếp, nhồi tiếp Nhồi tiếp này, bây giờ đánh 100 đô đánh gì ạ, à. nhồi tiếp này, nhồi tiếp này Đúng không ạ? Nhồi tiếp này, đấy, bắt đầu nhồi tiếp là mua tầm cao này, đấy, bắt đầu mua tầm cao này. Nhồi tiếp, nhồi tiếp. À ok, nhồi tiếp, đúng không ạ? Ok, chờ đi. Xem xem như nào nào. Ch chờ tiếp, chờ tiếp. Đúng không ạ? Nhồi tiếp ở trên cao nhá, trên cao ấy, nhồi trên cao nhá, bắt đầu price action nó action một phát nó phục một phát là chúng ta sẽ chốt hoàn toàn nhá. Ok, nhồi tiếp, nhồi tiếp. Bay tầm cao đấy Không thèm bay ở vào 83 mà chúng ta bay luôn ở 84. Đúng không ạ? Chờ đi, chờ đi, chờ đi. Xem xem thế nào nào. Lực đâu, lực đâu, xung lực đâu. ADX đang rất mạnh, RSI đang rất mạnh, báo hiệu một xung lực đang đi lên. Ok. Chờ đi, chờ đi, chúng ta xem xem ạ. <laughs> ok, rồi, chúng ta sẽ có được cái nhồi ở tầm cao trong cái buổi livestream ngày hôm nay, đúng không ạ? Đây là một cái ví dụ cho nhồi tầm cao, tại sao không bình quân giá ở dưới mà bố lại bình quân giá ở trên? Đó, tại sao phải bình quân giá ở trên? Bởi vì sao xung lực xong. Ok, bình quân giá ở trên đấy, đúng không ạ? Đây bình quân giá ở trên, tại sao vẫn phải mua ở trên đây? đúng không ạ chỉ đơn giản là gì ạ bình quân giá ở trên nó an toàn hơn bình quân giá ở dưới không bắt đáy đúng không ạ đó là mới, bây giờ mua tiếp này mua tiếp này mua tiếp này mua ở tầm cao này đấy đây mới là cái mua ở tầm cao này chỉ cần vù phát là xong đúng không ạ xong ok xong xong ok xong đúng không ạ mua tầm cao luôn này nếu các bạn đủ bản lĩnh này mua tiếp này mua tiếp này mua tiếp tầm cao này mua tiếp tầm cao này đó từ đó gì à, chốt một phát là chết chốt cả loạt luôn có một đống con lót luôn ok tám sáu xong tám sáu ba mươi luôn tám bảy luôn lên rồi thế là tất cả từ lệnh ở trên đến lệnh ở dưới cũng đã ăn rồi đúng không ạ nhìn đi lệnh ở trên với lệnh ở dưới xong hết rồi đây là mua tầm cao đấy xong ok chốt 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 đúng không ạ chốt 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 ui rồi 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 ôi rồi ôi ơi rồi ôi xong rồi rồi ôi, giỏi, ôi giỏi, xong 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 ui rồi ôi xong đấy gọi mua bình quân giá tầm cao đấy ok rồi xong 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 ok rồi đã kết thúc cái việc Và hôm nay tôi đã huấn luyện cho các bạn một cái chương phương pháp mua nhồi ở tầm cao đấy đúng không đó nó không bao giờ bình quân giá ở dưới đó ok xong hello 0.01 à chúng đã kết thúc cái hiệp đấu của cái tám giờ ba mươi không tám không tám